Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể sao lưu dữ liệu ra ổ đĩa CD. Các bạn lưu ý là ở trên phần mềm các bạn là ở trên máy tính của các bạn phải được cài cái phần mềm Nero. Thì cái phần mềm Nero này là cái phần mềm dành dùng cho cái việc ghi ra cái đĩa CD. Đúng, đầu tiên chúng ta phải vào kiểm tra cái bộ phần mềm của mình. Tức là các bạn lưu ý là khi phần mềm các bạn chạy ngoài màn hình này, các bạn kích chuột phải vào biểu tượng phần mềm chọn Property. Các bạn sẽ nhìn thấy cái đường dẫn của phần mềm là ổ đĩa D Photoshop 2014TH. Ở đây chúng ta sẽ vào trong cái ổ đĩa D. Việc đầu tiên chúng ta cần là chúng ta phải kiểm tra xem là cái dung lượng của bộ phần mềm nó có dung lượng bao nhiêu. Thì các bạn kích chuột phải vào cái phần mềm và chọn Property, các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần mềm này là tổng cái dung lượng của nó là 330 MB. Các bạn nhìn thấy SanDisk là kích thước của bộ phần mềm trên trên đĩa nó là 479 MB. Thì như các bạn thấy là trong cái ổ đĩa CD này á, chúng ta khi cho cái ổ đĩa trắng vào, tất nhiên là cái ổ đĩa của các bạn phải có chức năng ghi lên đĩa CD. Các bạn kiểm tra xem là khi các bạn cho đĩa vào, các bạn có thể kích chuột phải vào ổ đĩa và chọn Property. Các bạn nên nhìn thấy là ổ đĩa này là ổ đĩa CD-ROM và đĩa compact nên là nó có dung lượng là có thể lưu trữ được 702 MB, tức là tương đương với cái việc là các bạn ghi được khoảng 680 MB dữ liệu. Như vậy chúng ta thấy là bộ phần mềm còn nhỏ hơn so với cái dung lượng ổ đĩa nên chúng ta có thể ghi vào. Chúng ta chạy phần mềm Smart, Nero Smart, Start Smart. Chứ các bạn thấy là để ghi đĩa dữ liệu thì các bạn vào cái phần data. Và phần data ở đây là các bạn chọn cái make data disk. Thế nhưng mà trong các cái trường hợp như các bạn sử dụng đĩa DVD thì các bạn lưu ý là các bạn chọn cái make data DVD. Tức là khi dung lượng của đĩa đã quá nhiều thì các bạn sẽ phải sử dụng những cái đĩa DVD. Tức là cái đĩa DVD nó tương đương với một cái dữ liệu khoảng 4000 MB, tức là 4 GB. Các bạn chọn make data CD. Khi các bạn nhìn thấy một cái giao diện như thế này thì các bạn chọn tức là ở đây có một cái dòng là Add Data to Your Disk, tức là đưa dữ liệu vào cái ổ đĩa của bạn. Các bạn chọn Add. Sau đây các bạn tìm đến cái ổ đĩa D. Các bạn tìm đến thư mục phần mềm, các bạn chọn Add. Các bạn nhìn thấy là chương trình đang chạy và nó đưa vào theo cái thứ tự từ từng file một, và tất nhiên là các bạn sẽ nhớ là chỉ có một lúc thôi. Các bạn nhìn thấy là sau khi chương trình đưa cái thư mục phần mềm vào trong ổ đĩa thì sẽ hiện ra tiếp và chúng ta có thể lưu thêm những cái dữ liệu khác. Ở đây chúng ta ví dụ chúng ta chọn cái dữ liệu là hỗ trợ cái khai thuế, chúng ta vào thư mục ổ đĩa C Program File, chúng ta chọn hỗ trợ cái khai 320.
Như vậy chúng ta thấy là chương trình đã lưu cả phần hỗ trợ kê khai thuế. Bây giờ chúng ta chọn Next. Ở đây là tên đĩa. Các bạn lưu ý là cái mục này các bạn có thể đánh vào ví dụ như là dữ liệu đến ngày 13 tháng 13 11 14. Sau đây các bạn chọn bơn. Tức là cái chữ bơn này là các bạn lưu ý là trong quá trình này các bạn chờ để ổ đĩa ghi xong. Sau khi ghi xong vào đĩa thì chương trình sẽ thông báo với chúng ta là burn process complete successful with warning. Các bạn chọn OK. Sau đây các bạn chọn Next. Thì như các bạn đã thấy là chương trình sẽ tự động đẩy cái đĩa ra khỏi máy tính. Vậy các bạn muốn xem lại dữ liệu các bạn sẽ phải cho cái ổ đĩa vào. Cho cái đĩa. Như các bạn đã thấy là chúng ta sẽ kiểm tra và cái bài cho đĩa vào trong máy tính ổ đĩa CD. Chúng ta nhìn thấy là có cái chữ dữ liệu ngày 13 tháng 11 năm 2014. Các bạn đã nhìn thấy và các bạn kiểm tra lại dung lượng xem đã đủ chưa. Như các bạn thấy là ở đây đã 330 MB. Như vậy là chúng ta đã ghi xong cái đĩa dữ liệu ra CD. Chúng ta đóng chương trình Nero. Và các bạn lưu ý là các bạn có thể làm vào hàng tháng, mỗi tháng các bạn ghi ra một cái đĩa để các bạn lưu trữ dữ liệu trong các cái trường hợp như là ổ cứng bị hỏng, bị lỗi hoặc là bị cháy hoặc là máy tính các bạn bị mất. Lưu ý là ở trên cái đĩa CD các bạn nên ghi trên cái mặt đĩa bằng cái bút chổi lông để ghi lại cái dữ liệu chúng ta ghi của cái chương trình gì và đến ngày nào.